phỏng vấn Song Hye Kyo vô tình để lộ lý do ly hôn Song Joong Ki, một sao nam cũng bị tréo tên. Là một ngôi sao hạng A trong làng giải trí, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Song Hye Kyo mỗi khi có thông tin mới. Mới đây, clip phỏng vấn nữ diễn viên The Glory trở thành tâm điểm bàn tán. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, các nhà sản xuất tiết lộ một đoạn cắt từ dự án trước đây của cô Encounter, nơi nữ diễn viên làm việc với Park Bo Gum. Khi tin ly hôn nổ ra vào năm 2019, nhiều tin đồn cho rằng việc Song Hye Kyo tham gia phim có liên quan đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của cô với Song Joong Ki. Đoạn clip đang gây ra những phản ứng trái chiều. Một mặt, cư dân mạng cho rằng Song Hye Kyo lẽ ra nên từ chối xem video hoặc yêu cầu tổ sản xuất chỉnh sửa đoạn đó. Mặt khác, người xem tin rằng nếu không có gì phải che giấu thì cô đã không phải trốn tránh. Làm như vậy sẽ thu hút nhiều nghi ngờ hơn. Encounter là bộ phim truyền hình năm 2018 kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Cha Soo-hyun do Song Hye Kyo đóng và Kim Jin-hyuk do Park Bo Gum đóng. Cha Soo-hyun là con gái của một chính trị gia có cuộc hôn nhân thất bại với một doanh nhân giàu có. Cô ấy chưa bao giờ được tự do ngay cả sau khi ly hôn với chồng cũ. Ngược lại, Kim Jin-hyuk là một anh chàng trẻ tự do vô tư. Định mệnh đưa họ đến với nhau ở một nơi rất xa, nơi họ phát triển một mối tình lãng mạn chớm nở với không ít sóng gió phía trước. Có thể nói, bỏ qua những thị phi trong quá khứ, ở tuổi 42, Song Hye Kyo đang có trong tay nhiều thứ mà mọi phụ nữ ao ước. Cô luôn thu hút sự chú ý của mọi người mỗi khi xuất hiện. Chưa nói đến vẻ đẹp không tuổi, chỉ riêng trang phục cũng khiến cô trở thành nữ hoàng trong lòng nhiều người. Về gu ăn mặc, Song Hye Kyo có phong cách riêng, sự tươi mới, thoải mái và tự nhiên là đặc điểm sắp xếp thứ tự của cô. Và xu hướng thời trang có thể tiết lộ gu ăn mặc của nữ diễn viên. Phải nói rằng mặc đồ là một kỹ năng mềm của phụ nữ. Một người phụ nữ biết cách ăn mặc không chỉ phong cách sống nổi bật hơn người mà còn trở thành một trong những tấm danh thiếp quý giá nhất của cô ấy. Mặc dù một số người chạy theo xu hướng thời trang bằng việc diện đồ thương hiệu xa xỉ, nhưng trang phục của họ thường thiếu linh hồn và khí chất. Ngược lại, đối với một số người, sự kết hợp đơn giản và tự nhiên có thể trở thành một phong cách nổi bật. Trước đó, ngày 11 tháng 5, bức ảnh Song Hye Kyo và Cha Eun-woo xuất hiện trong cùng một khung hình. Song Hye Kyo diện váy trắng đứng cùng khung hình với Cha Eun-woo, dù cách nhau 16 tuổi khiến người ta có cảm giác chị em giàu có. Đối với trạng thái xinh đẹp và thanh lịch của Song Hye Kyo, có thể thấy dù khoảng cách tuổi tác của cả hai là khá nhiều, nhưng bên ngoài lại chỉ như chị em hơn nhau vài tuổi. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tinh ý nhận ra rằng trong những bức ảnh rõ rỉ, Song Hye Kyo trông quý phái sang trọng nhưng trên gương mặt lại không hề có nụ cười nào, khác hẳn với hình ảnh ngọt ngào đáng yêu và nữ tính của Song Hye Kyo trước đây. Trên thực tế, lần này Song Hye Kyo đang tham dự sự kiện chính thức của thương hiệu do cô làm đại diện. Trong sự kiện sẽ thích hợp hơn nếu xuất hiện trong tư thế tự tin và trang nghiêm. Song Hye Kyo vẫn không thích cười khi ở không gian riêng. Tuy nhiên, trang phục lần này của Song Hye Kyo cũng rất khác biệt. Chiếc váy màu trắng này có nét thiết kế tạo nên vẻ tươi trẻ sang trọng và đẳng cấp. Màu trắng là gam màu cổ điển và phổ biến, đặc biệt thích hợp sử dụng vào mùa hè, mang đến cho người nhìn cảm giác mới mẻ dễ chịu, đồng thời có thể phát huy tác dụng làm trắng da. Về kiểu dáng, thiết kế nổi bật nhờ những đường cắt xẻ gợi cảm và chất liệu nhẹ thoải mái, đồng thời kiểu dáng năng động uyển chuyển dễ mặc, tạo cảm giác như thần tiên. Chiếc váy này sử dụng thiết kế khoét cổ chữ V, giúp tạo thêm sự tươi mới cho phần dưới thời trang và tăng cảm giác nữ tính. Song Hye Kyo toát lên khí chất nữ thần. Tầm nhìn thời trang của Song Hye Kyo còn thể hiện ở cách chọn item này. Trang phục của cô ấy tự nhiên và thoải mái, thời trang và giản dị. Đơn giản và thuần khiết, bộ trang phục này chọn màu trắng làm chủ đạo, không có quá nhiều đồ trang trí lộng lẫy đính trên váy và chi tiết thiết kế tinh xảo khi chú ý đến cấu trúc và chất liệu, mang đến cho người mặc một khí chất nữ hoàng cao quý và tao nhã nhưng cũng đầy phong cách.